Chào các bạn, mình mới vừa kho xong cái chảo cá bóng trứng kho tiêu nha các bạn. Các bạn nhìn xem nè, cái nước nó sánh lại ha, nhìn hấp dẫn vô cùng luôn. Con cá nó còn nguyên mà nó cứng gì nè, các bạn nhìn xem rất là hấp dẫn luôn. Các bạn có thể xới lên nè, con cá cứng ngắc ha, không gãy nha. Cá thì rất là thơm luôn. Rồi nếu như bạn nào thích thì hãy vô bếp làm cùng mình nha. Ở đây mình có nửa ký cá bóng trứng này các bạn. Cá này mua về mình đã chà sạch dẫy rồi ha. Rồi mình cắt đầu cắt đuôi xong, mình đã rửa qua cái nước muối sạch rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ướp để mà kho tiêu nha các bạn. Thì để khử cái mùi tanh á mà, trước tiên thì mình sẽ trộn vô đây hai cái muỗng đường. Mình ướp ở đây khoảng nửa tiếng. Cá mình ướp nãy giờ cũng được 30 phút rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn thấy con cá nó săn lại nha. Thì bây giờ mình sẽ chế cái nước này ra mình bỏ nè. Rồi bây giờ mình để cho nó ráo nha. Đây nó ra bao nhiêu nước nè các bạn thấy không? Cái nước nè nó đục ha. Cái nước này nó tanh dữ lắm. Bây giờ mình sử dụng ở đây một muỗng dầu. Mình sẽ cho hết cái phần tỏi vô mình phi nè. Bây giờ tỏi nó vàng như vậy là được rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó ra cái chén nha. Bây giờ mình cho vô đây một muỗng đường để mình thắng nước màu nha các bạn. Thì cách thắng nước màu này cũng đơn giản lắm các bạn, mà nó nhanh thôi. Mình thắng mình đợi cho cái đường nó tan ra hết nha. Mình thấy khi nào mà cái bọt nổi lên những bọt lên thì mình sẽ cho nước vô. Mình cho nước nhiều nhiều để hồi mình kho luôn á mà. Rồi, bây giờ mình nấu cho cái đường nó tan ra ha. Bây giờ mình nêm cái gia vị đây, mình sẽ cho vô đây một cái muỗng canh nước mắm. Một phần tư muỗng canh bột nêm nha các bạn. Một chút xíu bột ngọt. Đường thì mình sẽ cho vô đây thêm một muỗng nữa. Cái này là ớt xay. Mình sẽ cho vô đây khoảng một muỗng cà phê á. Các bạn không ăn cay thì các bạn sẽ không cho nha. Mình sẽ cho thêm một muỗng nước nữa cho nó nước nó nhiều nhiều.
kho từ từ nó sắc xuống, con cá nó phải cứng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cá vô ha các bạn. Mình lấy nắp mình đậy lên đây khoảng chừng 5 phút nha. Cái chảo cá nãy giờ mình đậy nắp được 5 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ dỡ ra nè. Lúc này các bạn sơ cũng nhẹ nhẹ thôi nha, để không thôi nó gãy. Mình bắt đầu mình sẽ cho lửa nhỏ xuống nha các bạn. Lửa nhỏ, thật là nhỏ luôn. Mình để lửa hiu hiu từ từ ha. Bây giờ mình sẽ cho cái tỏi lên lên trên nè, vì nó mới thơm. Cá mình kho nãy giờ cũng được 20 phút rồi đó các bạn. Bây giờ cái nước nó sấm lại rồi nha. Bây giờ mình sẽ cho ớt vô nè. Mình sẽ cho vô đây một miếng tiêu nha các bạn. Tiêu cho nhiều nhiều cho nó thơm. Bây giờ là mình sẽ gắt cái tỏi nè. Với cái dầu hồi nãy mình phi á, mình gắt lên sau cùng như vậy nè, thì con cá của mình nó bóng nha các bạn, nó bóng mà nó thơm nữa. Bây giờ mà các bạn đứng gần đây coi nó thơm dữ lắm luôn á. Cái nước nè các bạn thấy là cái nước này nó sánh lại nha. Đây nó sánh kẹo lại như vậy nè. Vì chấm rau ăn rất là ngon luôn nha. Mình sẽ cho vô đây một miếng hành lá cho nó thơm ha. Rồi cái phần chia sẻ về cá bóng trứng kho tiêu của mình đến đây đã xong rồi đó các bạn. Nếu như các bạn thích thì các bạn hãy like và share cho mọi người cùng xem nha. Nhớ subscribe để ủng hộ với kênh của mình ha. Chân thành cảm ơn các bạn.